Trên khắp nơi sân bay ở Hoa Kỳ, nhiều người hớt với nhau. Có người thì khóc, có người thì cười. Trong lúc này có nhiều người gặp lại gia đình của mình. Đây là đã hai năm ở bên London vào weekend, see... weekend vừa qua họ sửa soạn để mà đi lên máy bay và cô ta sẽ gặp người chị mình ở bên Connecticut tới ngày hôm nay mới gặp lại gia đình đó rất là mừng giống như vừa xúc động vừa hồi hộp đủ hết trơn đó và đã từ lâu rồi không có gặp gia đình mình đó vào lúc tháng 1 ngày 20 năm 2020, ông Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã shut down đóng cửa. Đóng cửa nhiều chuyến bay từ bên Trung Quốc đi qua Mỹ để mà chặn lợi đại dịch xảy ra. Sau khi đó thì đóng cửa rất là nhiều nước khác không cho đi vô Hoa Kỳ nữa. Trong lúc này, chích thuốc ngừa càng ngày càng nhiều thêm cho bạch ốc ngày hôm nay mở cửa trở lại cho những người đi tới Hoa Kỳ thăm gia đình. Có tổng cộng là 33 nước khác nhau trên thế giới, Hoa Kỳ mở cửa cho những nước đó vào Hoa Kỳ. Những người lớn mà đi tới Hoa Kỳ là phải cần có cái giấy chứng minh rõ ràng. Và giấy đó báo cho hãng máy bay biết mình đã chích thuốc ngừa xong hết rồi. Và phải cần có một tờ giấy nữa đưa ra nói là mình đã test không có bị nhiễm COVID-19 trước khi 3 ngày lên máy bay. Vào buổi sáng ngày hôm nay, rất là đông người ở ngay biên giới của Mỹ và Canada. Cả luôn biên giới của Mỹ cũng rất là đông người đi tới Hoa Kỳ. Từ bên Canada đi qua Mỹ đi bằng đường xe, bên Mỹ đi qua Mỹ đi bằng đường xe thì không có bắt buộc test COVID-19. Chỉ cần có tờ giấy nói mình đã chích thuốc ngừa rồi là đủ. Về những nước trên thế giới, thì ngày hôm nay có rất là nhiều chuyến máy bay bay tới Hoa Kỳ. Có 340% tăng lên những chuyến bay đi tới Hoa Kỳ. Đây là một cái mà từ trước giờ chưa từng thấy nó đông chuyến bay như vậy. Cái website hopper.com báo cho chúng ta biết trong lúc này ở trên Hoa Kỳ mà đông người muốn đi tới đó là New York, Miami, Los Angeles. sắp tới đây những chuyến bay nội địa nó cũng tăng lên luôn đó ở trên Hoa Kỳ. Đây là ở ngay JFK, sân bay vào buổi trưa ngày hôm nay. Mark and Jill Chambers đây là bên pháp tới ngay bây giờ đã đi tới được hoa kỳ gặp những người thân ở trên hoa kỳ tôi đây khóc rất là nhiều trên máy bay tôi biết rằng tôi sẽ thấy được chị của mình và tôi rất là mừng để gặp chị của mình đó cuộc vui này làm cho không còn để ý tới những cái chuyện mà hồi trước đó trong lúc này hoa kỳ đang mở cửa trở lại trên thế giới